Chiều ngày 8 tháng 4, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ trưởng thôn khu phố quý 1 năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, phó bí thư thường trực thị ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhân dân trong tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong sản xuất, kinh doanh, việc làm. Trước tình hình đó, đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn, song họ luôn tin tưởng vào những giải pháp tích cực, kịp thời hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã. Thị xã ưu tiên tập trung cao nhất công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn trong trạng thái bình thường mới. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay toàn thị xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2, đảm bảo quy trình và tiến độ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã ghi nhận, đánh giá cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn khu, cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với quần chúng nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị bí thư chi bộ trưởng thôn khu tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác, phát huy tốt vai trò hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí mong muốn đội ngũ bí thư chi bộ trưởng thôn khu tiếp tục duy trì, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động sâu rộng, phát huy tinh thần tự giác, trung thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tuân thủ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí nhấn mạnh phải xác định đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thật sự có đức có tài tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đội ngũ bí thư chi bộ trưởng thôn khu chính là lực lượng nòng cốt chủ lực trong công tác bầu cử tại địa phương. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã khen thưởng 13 đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn khu phố có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.